mấy chục năm qua trong cuộc đời của Trang thì cái ngày mùng 1 tháng 6 là một ngày rất là đặc biệt đối với Trang, là tại vì cậu em Út sinh ra vào đúng cái ngày này, tháng 6. Một điều hơi tiếc là em thì bị bại não bẩm sinh. Thì cái quá trình mà em lớn lên trong gia đình thì em không có nhận thức, không có biết được tất cả mọi người xung quanh. Thì cả gia đình đều luôn đổ cái tình cảm của mình về cho em. Năm nay cái Trang có một cái niềm vui là có em bé. Và Trang nghĩ cái ngày 1 tháng 6 năm nay là cũng là cái quốc tế thiếu nhi đầu tiên của cháu. Chắc là anh sẽ dẫn Sushi đi mua sắm nè, rồi đi đến những cái khu vui chơi và đi ăn kem. Thì Sushi cũng được 5 tuổi rồi và bé rất là thích đi chơi, và đặc biệt bé cũng hiểu được là ngày quốc tế thiếu nhi là ngày Tết dành cho thiếu nhi. Từ khi có Sushi thì mình sẽ giảm bớt những cái show đó lại. Con đi học về thì lúc nào mình cũng hỏi con là ngày hôm nay con như thế nào, con có chuyện gì vui không, có chuyện gì buồn không, chia sẻ với ba mẹ. Thì chính những cái điều đó làm cho con mình cảm thấy gần gũi và con mình muốn chia sẻ. Và những cái gì con trải qua lúc mà không có mình thì con sẽ kể cho mình nghe. 1 tháng 6 năm nay cũng có nhiều kế hoạch cho siêu quậy và dành trọn thời gian cho con. Chỉ tiếc cái là con gái lớn thì nay bé đã 20 nên không còn là thiếu nhi nữa rồi. Thực ra mình cho con mình một cái tuổi thơ ký ức đẹp, và mình sẽ cố gắng là ở bên bé nhiều hơn để cho bé được cảm giác hạnh phúc hơn, cho bé được chơi bời với cộng đồng. Các cái sân chơi mà cùng những em bé lứa tuổi là một cái điều rất là thích hợp vào ngày 1 tháng 6 thôi. Đối với con cái á, thì cha mẹ nào cũng nghĩ đấy là châu báu vàng ngọc của mình, cho nên mỗi một người đều phải có một cái cách riêng để bảo vệ con mình. Nhưng bảo vệ con mình, việc đầu tiên đó chính là dạy cho con mình cái ý thức tự lập, tự biết bảo vệ và tự biết hiểu biết thế nào là những mối nguy hiểm và thế nào là an toàn trước đã, chứ không thể nào mà đổ lỗi ngay cho xã hội. Là một người cha thì Chung rất là quan tâm đến con của mình. Chung có một đứa con gái và một đứa con trai. Thì ngoài cái việc mà lo cho tụi nó ăn ngủ, rồi học vấn, rồi sức khỏe của tụi nó, thì những cái vấn đề mà trong xã hội mà Chung rất là lo lắng cho tụi nó. Thứ nhất là thực phẩm bẩn, thứ hai là nạn bắt cóc, và thứ ba là nạn ấu dâm. Nhiều người nói là không nên lên tiếng về nạn ấu dâm bởi vì sợ rằng nó sẽ xoáy sâu vào những nỗi đau của những bé đã từng bị. Thì khác nào là mình thả lỏng cho kẻ xấu làm hại những bé khác. Ấu dâm bây giờ đã lên tới mức báo động. Trẻ em là một tờ giấy trắng, không biết gì hết. Thì khi người lớn, người có nhận thức, người có ý thức mà hành động như vậy với trẻ em thì nó là một cái tội ác. Bản thân nhất thì có một lời khuyên cho những bậc phụ huynh có những trẻ em nhỏ, thì nên cho trẻ em biết được rằng những cái hành vi đó là xấu, không được tiếp xúc với người lạ nhiều, ở bên cạnh con cái nhiều, để hướng dẫn cho bé những cái nhận thức đó. Mình đã từng trải qua, mình hiểu cái cảm giác như thế này. Có thể đến bây giờ biết một số nghệ sĩ họ sẽ mạnh dạn, họ nói được là vậy, một số họ sẽ giấu đi, nhưng mà bản thân mình đặt mình trong cương vị hiện tại, vì hiện tại bây giờ bản thân tới 3 đứa con, thì không thể im lặng, vì biết đâu một ngày nào đó cái chuyện xui đuổi khi mình không thể bên cạnh con mình trong những lúc này thì điều đó sẽ xảy ra. Và bản thân Trinh đã từng rải và từng chịu qua cái nỗi ám ảnh, và nó gây những cái di chứng rất là kinh khủng mà mọi người không biết. Và Trinh đã từng chịu đựng, Trinh không muốn con mình phải rơi vào tình trạng như vậy.